Hôm nay ngày 8 tháng 10 năm 2016, lễ thánh Faustina Kowalska Trinh Nữ, thứ bảy tuần thứ 27 thường niên. Trích thư thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Galatia. Anh em thân mến, thánh kinh đã giam giữ mọi loài dưới ách tội lỗi, để nhờ lòng tin vào Đức Giêsu Kitô mà lời hứa được ban tặng cho những kẻ tin. Nhưng trước khi đức tin chưa đến thì chúng ta bị giam giữ dưới ách lề luật, để mong chờ đức tin sẽ được tỏ hiện. Bởi thế, lề luật là thầy dạy đưa chúng ta đến cùng Đức Kitô, để nhờ đức tin chúng ta được công chính hóa. Nhưng một khi đức tin đã đến, chúng ta không còn ở dưới quyền thầy dạy nữa. Bởi chưng tất cả anh em đều là con cái Thiên Chúa nhờ tin vào Đức Giêsu Kitô. Vì chưng tất cả anh em đã chịu phép rửa tội trong Đức Kitô, nên anh em đã mặc lấy Đức Kitô. Nay không còn phân biệt người Do Thái và Hy Lạp, người nô lệ và tự do, người nam và người nữ, vì tất cả anh em là một trong Đức Giêsu Kitô. Nhưng nếu anh em thuộc về Đức Kitô thì anh em là dòng dõi Abraham, những kẻ thừa tự như lời đã hứa. Đó là lời Chúa. Ta ơn Chúa. Tới muôn đời Chúa vẫn như lời minh ước. Hãy xương ca đàn hát mừng người, hãy tường thuật mọi điều kỳ diệu của Chúa, hãy tự hào vì danh thánh của Người. Tâm hồn những ai tìm Chúa hay mừng vui. Tới muôn đời Chúa vẫn như lời minh ưu. Hãy coi trong Chúa và quyền năng của Chúa, hãy tìm kiếm thiên nhan Chúa luôn luôn. Hãy nhớ lại những điều kỳ diệu Chúa đã làm, những phép lạ và những điều Ngài phán khuya. Tới muôn đời Chúa vẫn như lời minh ưu. Hầu mưu về Abraham là tôi tớ của Ngài, hỡi con cháu Gia-cốp, những người được Ngài khen chọn, chính Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Quyền cai trị của Ngài bao trùm khắp cả địa cầu. Tới muôn đời Chúa vẫn nhớ lời minh ưu. Alleluia, Alleluia. Ngôi lời đã làm người và đã ở giữa chúng ta. Những ai tiếp rước người thì người ban cho họ quyền làm con Thiên Chúa. Alleluia. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Đức Giêsu đang giảng dạy thì giữa đám đông có một người phụ nữ lên tiếng thưa với Người: phúc thay người mẹ đã cưu mang và cho thầy bú mớm. Nhưng Người đáp lại: đúng hơn phải nói rằng phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Sứ điệp hạnh phúc đích thực cho những ai biết cưu mang Chúa trong tâm hồn, để Chúa hiện diện trong cõi lòng, để tinh thần Chúa biểu lộ qua cách ăn nết ở. Đó mới là người thực sự liên hệ với Chúa. Cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, con hình dung cảnh đám đông người Do Thái vây quanh Chúa. Họ đang trầm trồ thán phục vì được chứng kiến những phép lạ phi thường và được nghe những lời dạy khôn ngoan của Chúa. Những người phụ nữ mơ ước có một người con tài giỏi như Chúa. Người mẹ sinh ra Chúa thật phúc đức. Một trong số những phụ nữ đó đã không kìm được lòng ngưỡng mộ chợt thốt lên: phúc thay người mẹ đã cưu mang thầy và cho thầy bú. Và Chúa đáp lại: đúng ra là phúc thay ai nghe và giữ lời Thiên Chúa. Con nhận ra câu trả lời của Chúa ẩn chứa một bài học dạy con. Mẹ Maria là người được chúc phúc, không phải chỉ vì mẹ được phúc cưu mang Chúa, nhưng nhất là vì suốt đời mẹ đã cưu mang Chúa trong tâm hồn. Mẹ kết hợp với Chúa trong kinh nguyện, mẹ gặp gỡ Chúa trong thánh kinh, mẹ đã hòa hợp ý mình với thánh ý Chúa. Mẹ đã mong chờ điều Chúa chờ mong. Mong ơn cứu độ sớm được thực hiện,
Mẹ đáng được chúc phúc vì mẹ chuyên tâm lắng nghe Thánh Di Chúa và hết lòng thực hiện. Lạy Chúa, Chúa không muốn giới hạn người thân trong mối dây huyết tộc mà thôi, nhưng đã mở rộng sang mối dây thiêng liêng. Mối dây thiêng liêng của đức tin đã liên kết mọi người trên thế giới trở thành anh chị em mà thành con Thiên Chúa. Phần con dù chẳng là mẹ hay là anh em họ hàng với Chúa, nhưng xin cho con biết lắng nghe và thực thi lời Chúa để con trở nên người thân của Chúa và xứng đáng được Chúa chúc phúc. Amen. Trích cầu nguyện với Chúa mỗi ngày. Bức tượng người mù. Cũng như tại bất cứ một trung tâm hành hương nào tại Lộ Đức, du khách và khách hành hương có thể đọc được không biết bao nhiêu lời cảm tạ dâng lên Đức Mẹ, cũng như không biết bao nhiêu kỷ vật khác mà người ta thọ ơn muốn cho thiết lập để ghi nhớ ơn mẹ. Trong muôn nghìn kỷ vật tạ ơn ấy, người ta thấy có một bức tượng diễn tả một người mù vừa được chữa lành. Dĩ nhiên, được sáng mắt là một trong những phép lạ đầu tiên được ghi trong sách những phép lạ tại Lộ Đức. Nhưng bức tượng người mù sáng mắt ở đây là tượng trưng cho một biến cố khác, một phép lạ theo đúng nghĩa, bởi vì đó là phép lạ của một người tìm lại được ánh sáng đức tin. Bức tượng này được một người đàn bà quý phái cho dựng lên để ghi nhớ ánh sáng đức tin mà bà đã tìm lại được tại Lộ Đức. Tuy là người Công giáo, nhưng kể từ khi chồng qua đời, người đàn bà không còn một chút tin tưởng gì nơi Chúa Mẹ nữa. Và dĩ nhiên, cũng giống như những người khô đạo khác, người đàn bà chỉ tìm kiếm có mỗi một điều rất là thú vui trong cuộc sống. Một mùa hè nọ, trên đường đi đến trung tâm nghỉ mát nổi tiếng ở phía nam nước Pháp, người đàn bà phải đi qua Lộ Đức, thấy đám đông tấp nập tại trung tâm Thánh Mẫu, và ta tò mò dừng lại xem. Bà không ngờ rằng chính Chúa đang tìm kiếm và đeo đuổi bà. Từ thái độ bàng quan của một người hiếu kỳ, người đàn bà đã tìm lại ánh sáng đức tin. Để tạ ơn Chúa và Đức Mẹ, bà đã cho dựng lên bức tượng của người mù với hàng chữ như sau: tìm lại đức tin là một phép lạ vĩ đại hơn là được sáng mắt. Trên vạn nẻo đường của chúng ta, lúc nào Thiên Chúa cũng có mặt. Thật ra, không phải con người đi tìm kiếm Thiên Chúa cho bằng, chính Thiên Chúa đeo đuổi tìm kiếm con người. Trong mọi biến cố của cuộc sống, lúc nào Thiên Chúa cũng có mặt. Trong an vui hạnh phúc hay trong thất bại khổ đau, Ngài luôn ở bên cạnh ta để mời gọi ta tin tưởng ở tình yêu của Ngài. Ngay cả khi con người muốn khước từ và gạt bỏ Ngài ra khỏi cuộc sống, Thiên Chúa vẫn tiếp tục đeo đuổi con người. Thánh Kinh đã ví Thiên Chúa như một người tình chung thủy, lúc nào cũng chờ đợi, lúc nào cũng nài nỉ, lúc nào cũng vỗ về, lúc nào cũng tha thứ. Tin ở một sự hiện diện trung thành như thế của Thiên Chúa, thái độ của chúng ta phải là thức tỉnh, chờ đợi và tin tưởng không ngừng. Trong an vui thịnh đạt, chúng ta dâng lời cảm tạ Chúa. Trong thất bại khổ đau, chúng ta cũng tin tưởng, phó thác. Và ngay cả những lúc vấp ngã vì yếu đuối, chúng ta cũng hãy tin tưởng ở lòng tha thứ vô bờ của Ngài. Thiên Chúa sẽ không bao giờ bỏ mặc con người. Bài trích sách Lẽ Sống.